Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ. Đại gia Mì Hảo Hảo làm nhà hàng buffet mì tôm giá 10.000 đồng. Chỉ với 10.000 đồng, khách hàng được chọn mì hoặc là phở, topping lấy 4 cho 11 món, súp, chai chili, chế biến và thưởng thức. Đại gia Mì Acecook Việt Nam, chủ thương hiệu Mì Hảo Hảo, chuẩn bị cho ra đời một nhà hàng đặc biệt dành cho những người mê món mì tôm. Nhà hàng Buffet Mì Ly nằm trong Aeon Mall tại thành phố Hải Phòng và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19 tháng 12, 2020. Nhà hàng có diện tích 152m² với tổng cộng 62 chỗ ngồi, trong đó có 48 chỗ ăn và 14 chỗ để trang trí ly mì. Khách hàng có thể tự chọn mì hoặc là phở, súp hoặc topping với giá 10.000 đồng. Có 11 loại topping khác nhau như thịt viên, chả cá Nhật, tôm con, tôm viên, bí đỏ, chả cua, cải bẹ, kim chi hay là bắp. Khách hàng được chọn 4 trong 11 loại topping này. Phần súp ăn cùng với mì bao gồm có vị tôm chua cay, vị lẩu Thái, vị heo, vị gà, vị bò và vị bò cay tùy theo khẩu vị của khách hàng. Với khách hàng chọn phở có 2 loại súp là vị gà và vị bò. Ngoài ra thì nhà hàng cũng đã để sẵn sticker và bút màu để khách hàng có thể trang trí ly mì theo sở thích cá nhân. Đại diện của Acecook Việt Nam cho biết rằng đối tượng phục vụ của nhà hàng buffet là những em bé, thanh thiếu niên và cả người lớn tuổi hoặc là gia đình đi mua sắm tại Aeon Mall. Về lý do chọn thành phố Hải Phòng thay vì các thành phố khác tại Việt Nam, đại diện Acecook Việt Nam cho biết rằng dự án đã được khởi động cách đây 1 năm. Và tháng 12, 2020, Aeon có mở trung tâm thương mại tại Hải Phòng với dự kiến khoảng 800.000 lượt khách. Acecook Việt Nam nhận thấy đây là cơ hội tốt để truyền tải thông điệp của mình tới 800.000 lượt khách. Cộng với có được không gian như mong muốn nên công ty đã chọn Aeon Mall Hải Phòng để đặt nhà hàng buffet. Chia sẻ với báo Trí Đức Trẻ, ông Kajigwara Junichi, giám đốc của Acecook Việt Nam cho biết rằng mức độ sử dụng mì ly của Việt Nam đang còn rất thấp, chỉ khoảng 5%, tức là thấp hơn nhiều so với các thị trường khác như Thái Lan hay Indonesia. Và đây là mảng còn rất tiềm năng. Bên cạnh đó, nhà hàng buffet sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới cho quý khách, là nơi để thực khách có thể tạo ra được món mì của riêng mình. Đỗ Lan, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay dinhniastudio@gmail.com, số điện thoại 0964 002 593.